Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn hơn 9.839 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 9.011 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 827 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm 2021, thành phố yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban ngành địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Theo đó, từng đơn vị phải có kế hoạch quán trị thực hiện tốt nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trong đó ưu tiên bố trí vốn đối với các công trình trọng điểm động lực, các công trình an sinh xã hội, môi trường, xử lý các vấn đề bức xúc, bố trí đủ vốn thanh quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. Bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021 và các dự án khởi công mới.